Hello, chào cả nhà. Quá trời cà chua nữa cả nhà ơi, cả nhà xem này. Đó. Ta rủ cả nhà đi hái cà chua nhé cả nhà ơi, nguyên dãy mà. Cái dãy bên kia thì mình tẻm hết rồi. Đó. Thì còn dãy bên đây mình sẽ đi hái tiếp nhé cả nhà. Lấy cái mẹt ra đi. Rồi, tiếp tục hành trình hái cà chua. Xong rồi đi qua vườn mới xem có cà chua mấy anh kia mình hái tiếp ha. Có gì vẫn mình hái nha. Cà chua này thì mình để dành, mình làm nước sốt, làm món Mexico, rồi bánh pizza, mì Ý, tùm lum hết. Thì nguyên dãy này mình để dành, bữa giờ mình làm được nhiều nước sốt lắm mà nha. Nhiều lắm nè. Wow, đã ghê sợ luôn cả nhà nè. What? Trong đây quá trời có đất này. Mê quá cả nhà. Đây nè. Bữa giờ mình hái hả? Mấy đợt rồi đó cả nhà mà vẫn còn luôn. Để vô khoe cả nhà bên trong cho cả nhà xem. Đây mình hái hết cái mớ cà chua này rồi vô mình khoe cả nhà. Bữa giờ mình hái ngoài vườn mình đóng hũ gồm những gì. Nguyên tủ luôn rồi nhậu. Cà chua, trái cây, đây nè, wow, nhiều ghê luôn. Đá ghê ha. Năm nay mình bội thu đủ các loại luôn, từ trái cây cho tới rau củ tới cái gì nữa ha. Nói chung đại loại là năm nay được mùa nhiều. Ồ, cả chùm luôn. Wow, có u chưa, đã dễ sợ chưa. Úi trời, chắc có thêm mẹt nữa rồi. Ui, cả chúng đây nè, đá gì đâu luôn. Công nhận cái loại cà chua này nó sum xê trái đã ghê ha. Nó còn ra nữa gì đây này, quá trời luôn. Bên đây nữa nè. Trái tư tỉ luôn. Mình để trong nhà không phải 3 ngày nữa mình mới làm nước sốt để cho nó đậm màu hơn. Mình hái cho mấy trái xanh xanh nó bự ra. Mình hái nữa. Đá dễ sợ luôn. Nguyên dãy luôn. Bữa giờ hái chắc 5 lần, 6 lần gì cà chua này rồi. Lần nào hái cũng bội thua. Ôi, cũng được nguyên mẹ cà chua nữa cả nhà. La 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 quá trời cà chua. Rồi á, đi qua mé vườn mới xem là
cầm hai cái mẹt đây, mình đi tìm xem còn gì nữa mình sẽ tiếp tục thu hoạch tiếp ha cả nhà ha. Giờ cuối mùa rồi, à, gần nói chung cũng chưa cuối mùa, nói chung là bây giờ còn cây trái gì thì mình cứ việc hái thôi cả nhà ha. Let's go, đi hái tiếp cả nhà ơi. Mình hái mấy trái ớt chuông, mình thấy nó đỏ trơn rồi nè. Mình tặng bạn ông xã một rổ cả nhà. Hôm nay là đi tới nhà ảnh chơi, anh thích ớt chuông nên là mình hái mấy em ớt chuông tặng ảnh. Đây. Ồ, cái cây này được mấy em mình hái hết trơn rồi đó. Đây nữa nè. Để cho không biết là ít hôm nữa nó lại ra, hy vọng thôi. Ôi trời ơi, cái trái này miệng quá. Đã dễ sợ là nha, công nhận nha. Rồi ngày mai có gì nữa mình hái nha. Hôm nay thì chị, anh nói anh chỉ thích ớt chuông thôi nên mình hái mấy trái ớt chuông với ớt ngọt tặng anh thôi. Rồi mình quay mọi người xem tí xíu, rồi ngày mai có gì mình quay nữa. Cái cành này đừng trái nhỏ xíu nè. Đã ghê là đã này. Rồi, cái dứa bỏ bọc tặng ảnh thôi. Cái quả hái ớt, có hái ớt cho ớt tím nè. Trái bao la luôn. Khi nó chín thì nó màu, màu đỏ, nhưng mà mình ưng hái cái màu tím tím này. Đẹp lắm. Chó nhà ai mà nó sủa dữ vậy. Mấy này mưa chà, nấm chắc khoái dữ à. Nấm mấy giờ này chắc nó mọc rồi. Nhưng mà lạnh quá chắc cũng nấm cũng không chịu nổi. Nắng mà nhưng mà lạnh rồi nha. Nó cho miếng nắng vậy thôi chứ mà nó lạnh. Rồi, trồng thấy cái ớt tím này chất lượng thiệt chứ. Trái gì mà quá trời. Em nào nó đỏ rồi thì thôi, mình hái vô, mình dầm nước mắm. Em tím tím này mình hái mình tặng bạn. Bạn mình thấy ớt tím mình khoái. Khi đó, nó ớt cay hơn. Khi còn tím này nó ớt cay hơn, khi nó chín đỏ rồi nó cay. Chín cay quá, mọi người sợ. Người Mỹ họ không có thích ăn cay nhiều. Hoa cây the the họ ăn được. Quá trời trong này nè. Ôi trời, trái gì dữ dằn quá trời.
Mình trồng có mấy cây ớt tím mà mình hái miết bữa giờ cũng mấy được. Nó xìa ra tới đâu là trái nó xìa tới đó. Đã dễ sợ không? Nhà xem nè, nó nguyên cả rổ ớt tím luôn. Từ giờ mặt trời chưa? Quá trời, một rổ ớt tím dưới một cây ớt đĩa bay. Đĩa bay à... Đây, à, ăn thử trái ớt đĩa bay nè. Cả nhà ăn ớt đĩa bay. Cây ớt đĩa bay chị Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ Tăng Nhung Hạ. Ba cây luôn, trái sung xê luôn cả nhà. Cảm ơn chị Vinh à, Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Trời ơi, quá trời luôn, trái nó đẹp dễ sợ chưa? Mời cả nhà. Thơm ớt gì mà thơm ơi thơm. Thơm giòn ngọt. Wow. Ngon mến chứ này sao có vị cay. Mình nghĩ á, cái bên cái cây okay, cây tím á bị lai. Quá đẹp quá nhà ơi. Tuyệt vời, mặt trời luôn. Nguyên cái rổ ớt tím đẹp quá là đẹp. Mình tính đi vô làm xô xà trời mưa. Nhưng mà ôi trời, mình gom được nhiều thứ quá nên là ôi trời, bận quá không có làm gì được. Nên thôi đi chở nguyên xe xuống tặng ông bà cô chú chở chỗ Food Bank cả nhà. Còn bọc trắng đó là tặng cho cô cái cô lái xe bus của ông Nam á. Còn giờ mình tặng ông bà cô chú Food Bank hết trơn á. Đó, rồi bây giờ. We talked to Steve and he had to go down to Arlington. So okay. Okay. Oh wow. Some neat stuff. Hey. Oh, wow. Okay, and I have you bring it in. Đây ông bà cô chú sẽ bỏ ngoài kia trong chỗ tủ lạnh mấy anh kia nha. Đó. Mình sẽ để mình phụ ông bà mang vô cả nhà ơi. Cái gì lái xe buýt à? Gì lái chở Nam đi học đó cả nhà. Yeah, some vegetable and some traveling. Oh, man. There you go. Oh man. Did you like my pickles? Yeah, I do. Yours are hot. Yeah, I do. But that's, I like those. My husband won't eat those, but that's good. Oh. That I don't have to share. Okay. Mình tặng mỗi người một ớt làm quà cho vui nhà ơi. Hey, what is this? Eggplant. Go faster, George. I'm a duffy. That's okay. Nãy giờ mình lo nói chuyện cái ông bà mang vô hết trơn rồi cả nhà ơi. Ông bà nói trời ơi rau củ của con sao mà nó đẹp quá, cái vỏ cũng đẹp đó. Bà khen, ông khen, vui quá là vui. Ôi trời mưa quá trời cả nhà, thôi Nhung Hà phải đi về đây. Đó, tạm biệt cả nhà nha, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi tặng cho Nhung Hà một like, một đăng ký, một chia sẻ, ủng hộ kênh Nhung Hà với nhé cả nhà. Bye bye.